rơi vào bẫy của Tổng thống Putin, phương Tây chia rẽ thành hai phe chủ chiến và chủ hòa. Ngày Ukraine bị bỏ rơi đã đến cận kề. Các bạn thân mến, ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột, chúng ta đã nghĩ đến viễn cảnh một phương Tây tan đàn xẻ nghé với những chương trình nghị sự trái ngược nhau về Nga và Ukraine. Chỉ trong vòng 3 tháng, các đồng minh phương Tây đã chia thành hai phe, phe chủ chiến với quyết tâm chống Nga đến người Ukraine cuối cùng, còn phe chủ hòa mong muốn đàm phán thiết lập hòa bình để kinh tế phát triển ổn định. Cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đến với những phân tích trong video ngày hôm nay. Hơn 100 ngày trôi qua kể từ khi Nga tổ chức chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lúc này phương Tây đang bị chia phe trong những quyết sách của mình để đối phó với Liên bang Nga. Sau những tuần lễ đầu tiên đồng lòng trợ giúp Ukraine chống trả quân Nga, các nước châu Âu bắt đầu quay trở về với xu hướng truyền thống của họ, khiến lục địa già bây giờ giống như bị chia cắt thành hai khối. Trước hết là phe chủ hòa, đứng đầu đa phần là các nước đầu tàu trong khối EU như Pháp, Đức, Ý, muốn Nga và Ukraine chấm dứt giao tranh và tiến hành đàm phán lập lại hòa bình nhanh nhất có thể. Thậm chí, cường quốc hàng đầu châu Âu như Đức còn muốn hai bên ký hiệp định ngừng bắn để tình hình có thể dần dần trở lại như trước. Về phần Pháp, dù tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine nhưng cũng ra sức thuyết phục Tổng thống Volodymyr Zelensky suy nghĩ đến khả năng ngừng bắn và đàm phán với Nga. Pháp cho rằng không nên làm mất mặt Tổng thống Putin bởi vì trước sau Nga vẫn là một nước láng giềng và sau này châu Âu phải tiếp tục chung sống trở lại với người khổng lồ phương Đông. Đặc biệt trong mắt Paris, Moscow vẫn là một cường quốc không thể thiếu được trong cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu. Dù có chân trong G7, nhưng Ý có tiếng nói yếu hơn Đức và Pháp. Tuy nhiên, Rome lại hành động cụ thể hơn khi đã đề nghị một kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch này của Ý đã bị Nga bác bỏ. Ngoài ba nước trên, thì một số nước khác không thể hiện thái độ bài Nga cũng được xem là chủ hòa như Bỉ, Hy Lạp hay Áo. Thái độ chung của các nước tỏ ra kín tiếng, họ ý thức được một cuộc chiến tranh lâu dài sẽ gây ra những tác hại khiến nền kinh tế đã khó khăn sau đại dịch nay lại càng kiệt quệ. Vậy phía bên kia, phe chủ chiến gồm những nước nào? Gần như tất cả các nước Đông Âu, ngoại trừ Hungary và bán đảo Scandinavia. Phe này chủ trương đánh cho đến thắng mới thôi, đánh đến người Ukraine cuối cùng và mạnh miệng nhất là Ba Lan cũng như các nước vùng Baltic. Mới đây, nhóm này có thêm Anh tham gia khi cho rằng Nga phải bị đánh bại bằng quân sự và trục xuất hết binh lính khỏi những vùng đã ly khai Ukraine để khôi phục nguyên trạng như trước năm 2014. Các nước Trung và Đông Âu cũng cho rằng những biện pháp trừng phạt của phương Tây bắt đầu mang lại hiệu quả và cần tăng cường nhiều hơn nữa các lệnh cấm vận. Theo cái nhìn của họ, nhượng bộ Tổng thống Putin còn nguy hiểm hơn là chống lại và khiêu khích ông. Cái mà nhiều người quan tâm nhất trong lúc này là Mỹ đứng ở đâu giữa hai phe. Phe chủ chiến thì coi Mỹ là ngọn cờ đầu, nhưng ngay cả tại chính nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden dù giữ đường lối cứng rắn đối với Nga, nhưng một phần không dám mạo hiểm chủ chiến mạnh mẽ khi từ chối cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa có sức tấn công sang tận lãnh thổ Nga. Thậm chí đã bắt đầu có những tiếng nói ngả theo phe chủ hòa. Đó là trường hợp của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, người đã thẳng thắn kêu gọi Ukraine nên có những nhân nhượng lãnh thổ đối với Nga để có thể tính đến chuyện chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình. Tại diễn đàn kinh tế Davos vừa qua, nhà ngoại giao kỳ cựu 99 tuổi đã kêu gọi Kiev chấp nhận nguyên trạng, tức là bỏ qua việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và các khu vực Donbass ở miền Đông vào năm 2014. Và không chỉ có ông Kissinger, ngay cả chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, dù đã từng tuyên bố là phải giúp Ukraine chiến thắng và làm suy yếu nước Nga, nhưng giờ đây, ông cũng cho rằng cần phải đi đến một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức. Nhìn vào tình hình thực tế, có thể đoán được Điện Kremlin sẽ khai thác sự chia rẽ rạn nứt của các nước phương Tây. Moscow có khả năng sẽ đợi dòng viện trợ của phương Tây cho Ukraine suy giảm, bởi vì những hậu quả kinh tế của các biện pháp trừng phạt nước Nga, đặc biệt là tác động khiến vật giá leo thang, sẽ khiến dư luận trong nước mệt mỏi với cuộc chiến. Khi đó thì phe chủ hòa sẽ càng rơi vào thế phải ép Ukraine nhượng bộ, còn phe chủ chiến cũng hạ bớt tông giọng của mình. Chính quyền Ukraine thất vọng khi nhận được hai tin xấu cùng lúc từ các đối tác phương Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một thời gian trước đã đưa ra lời kêu gọi về sự trợ giúp từ những đồng minh phương Tây trong cuộc chiến với Nga. Cụ thể, ông thừa nhận rằng tình hình cực kỳ khó khăn đã được ghi nhận ở chiến trường Donbass. Như vậy, ông Zelensky đã gián tiếp khẳng định rằng quân đội Nga đã đạt được những thành công nhất định. Thứ nhất, giới lãnh đạo Ukraine rất hy vọng vào sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây.
Kiev gần như đưa ra tối hậu thư, đòi tiền hỗ trợ và vũ khí từ họ theo đúng tinh thần bản ghi nhớ Budapest năm 1994 khi họ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tình hình ở Donbass càng trở nên tồi tệ đối với Ukraine, thì sự sốt ruột của Tổng thống Zelensky và những cộng sự ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, thay vì những đoàn tàu hỏa hay máy bay chở vũ khí, tin xấu ngày càng đến dồn dập với Ukraine từ phương Tây. Được biết, những bất đồng nghiêm trọng đã nảy sinh giữa Mỹ và các nước châu Âu liên quan đến việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Washington gây áp lực lên các đối tác EU và yêu cầu họ đẩy nhanh tiến độ giao vũ khí. Đến lượt mình, nhiều nước châu Âu không quá vội vàng và trong một số trường hợp họ thẳng thắn cầu dở. Đặc biệt, Đức đã cắt giảm nguồn cung vũ khí đi rất nhiều và trì hoãn giao pháo tự hành PZH-2000 cũng như pháo phòng không Gepard-1A2. Thêm vào đó, trong chính nước Mỹ, ngày càng có nhiều người phản đối việc tiếp tục ủng hộ Ukraine. Cần phải nhấn mạnh rằng, các quan chức tại Washington đã nói rõ quân đội Mỹ sẽ không bị kéo vào tình huống xung đột trực tiếp với Nga. Kiev đã cố gắng hết sức trong những tuần gần đây để lôi kéo một bên thứ ba vào cuộc xung đột Ukraine. Họ muốn thúc đẩy Nga và NATO đối đầu nhằm kích động một cuộc căng thẳng toàn cầu theo cách này. Mặc dù vậy, hóa ra các nước phương Tây không mấy mặn mà với việc hy sinh quyền lợi bản thân vì lợi ích của Ukraine. Các đại diện của Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và cá nhân Tổng thống Mỹ Joe Biden trong những ngày gần đây đã liên tục nói rằng Mỹ sẽ không gửi quân đến Ukraine. Tin xấu thứ hai là Ukraine cũng đã phải nhận một gáo nước lạnh khác khi Liên minh châu Âu chưa thống nhất áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ triệt để với Nga mà vẫn cho Moscow khoảng thời gian 8 tháng để tìm khách hàng mới. Thưa các bạn, chính sách hiện nay của phương Tây đối với Nga không khác gì tự lấy dao kề vào cổ mình. Mỹ không thể chịu trận một mình mà kéo theo nhiều nước phương Tây khác cũng chịu chung những kết cục bi thảm không thể tránh khỏi. Bình luận về tình hình Ukraine, cựu sĩ quan tình báo Pháp Dennis nhấn mạnh, ngay từ đầu, các nước phương Tây đã có lỗi trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Khi đó, họ để cho Tổng thống Viktor Yanukovych được nhân dân Ukraine bầu lên một cách hoàn toàn dân chủ, bị lật đổ bằng vũ lực. Phương Tây đã cổ vũ và ủng hộ cuộc đảo chính đó. Họ trà đạp lên những giá trị và nguyên tắc mà họ luôn cố gắng bảo vệ trên khắp thế giới. Khi đó, Mỹ và châu Âu lại nhắm mắt làm ngơ việc chế độ mới được thành lập ở Kiev thực hiện chính sách chèn ép người dân nói tiếng Nga ở vùng Donbass. Theo quan điểm của ông Dennis, phương thức tồn tại bất di bất dịch của Mỹ và NATO là tư tưởng bài Nga, đồng thời liên tục tạo ra tình hình căng thẳng. Chả thế mà Mỹ đã bất an trước việc những máy bay của Nga bay gần bờ biển của Mỹ và trước việc quân đội Nga đồn trú ở Mexico. Quan điểm cứng rắn của Nga về vấn đề Ukraine đã buộc Mỹ và NATO phải ngồi vào bàn đàm phán. Có lẽ dù hơi muộn nhưng họ cũng nhận ra rằng họ đã thất bại khi muốn ép buộc Moscow phải lùi bước và rằng chính họ mới là những người phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột mà phần thắng sẽ không thuộc về mình. Washington muốn chia rẽ châu Âu với Nga với phương châm là càng xa càng tốt, muốn gây ra những thiệt hại cho nguồn lực kinh tế của Nga. Bằng chứng của những hành động trên là tình hình hiện nay của dòng chảy phương Bắc Nord Stream 2. Mỹ đã làm tất cả những gì có thể để châu Âu luôn phụ thuộc vào mình và tất cả những gì để không phát sinh bất đồng trong phe cánh của mình, để không ai nghi ngờ về tính hợp lý trong mọi hành động của họ. Tất cả những sự việc nêu trên đang tạo ra cho người ta một tư duy rằng phương Tây, mà đại diện là Mỹ, đang tiến gần đến hành động tự sát địa chính trị. Việc phương Tây phủ nhận sự khác biệt về lịch sử và địa lý, thái độ coi thường lợi ích của người khác có thể sẽ tạo ra hiệu ứng ngược và chống lại chính họ. Bộ Ngoại giao Nga đã từng nhấn mạnh rằng những cáo buộc của phương Tây về hành động xâm lược của Nga và về khả năng họ sẽ giúp đỡ Ukraine tự vệ trước sự đe dọa của Nga thật hết sức nực cười và rất nguy hiểm. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố Liên bang Nga không bao giờ tạo ra cái cớ để xảy ra một cuộc chiến tranh với Ukraine. Trước bối cảnh đó, Nga đã đưa ra cảnh báo xung đột trực tiếp với phương Tây. Trong một thông cáo ngày 9 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các hạ tầng quan trọng, các cơ quan hành chính của nước này gần đây đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạng mà Moscow cáo buộc có liên quan đến Mỹ và Ukraine. Chắc chắn Nga sẽ không để yên với các hành động như vậy. Chúng tôi sẽ tính toán mọi bước trên cơ sở tuân thủ luật pháp của chúng tôi và luật pháp quốc tế, thông cáo nhấn mạnh. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, việc phương Tây quân sự hóa không gian thông tin và tìm cách biến nó thành một đấu trường đối đầu giữa các quốc gia đã làm tăng đáng kể nguy cơ xung đột, một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với những hậu quả khó lường. Cảnh báo được đưa ra sau khi trang web của Bộ Nhà đất Nga dường như bị tấn công mạng vào cuối tuần qua,
khiến các kết quả tìm kiếm trên trang web này đều cho ra khẩu hiệu Vinh quang Ukraine bằng tiếng Ukraine. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, nhiều trang web của doanh nghiệp quốc doanh, các hãng thông tấn của nước này bị tấn công mạng. Hồi tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết số vụ tấn công mạng của các tổ chức nước ngoài nhằm vào Nga đã tăng vài lần. Do vậy, ông chỉ đạo tăng cường an ninh quốc gia về công nghệ thông tin. Từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, phương Tây cũng áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow nhằm cô lập Nga với kinh tế toàn cầu. Tuy vậy, tại buổi nói chuyện với các doanh nhân trẻ hôm 9 tháng 6, Tổng thống Putin một lần nữa khẳng định một nước như Nga không thể bị đóng kín. Chúng ta không có nền kinh tế đóng, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ như thế. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định không bức rèm sắt nào che phủ được kinh tế Nga bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông Putin cũng cho rằng các đòn trừng phạt của phương Tây tương đương với lời tuyên chiến về kinh tế và cũng không khác nào một hành động tự sát đối với kinh tế phương Tây. Các lệnh trừng phạt đã khiến Nga, một trong những nước sản xuất khí đốt thiên nhiên lớn nhất thế giới, có nguy cơ suy giảm kinh tế mạnh nhất hàng chục năm. Theo phân tích của các chuyên gia tại Viện Tài chính Quốc tế có trụ sở tại Mỹ, thiệt hại kinh tế của Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây tương đương với 15 năm thành tựu kinh tế và 30 năm hội nhập với phương Tây. Trong báo cáo mới nhất, Viện Tài chính Quốc tế dự báo nền kinh tế Nga sẽ giảm 15% trong năm nay và thêm 3% nữa vào năm 2023. Để đối phó tác động của lệnh trừng phạt, sau khi các doanh nghiệp và nhà đầu tư của Mỹ, châu Âu rời Nga, Moscow tuyên bố sẽ phát triển kinh tế nội địa, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước giàu có ở Trung Đông. Ukraine không phải là thành viên của NATO hay EU mà chỉ là con tốt trên bàn cờ chính trị của phương Tây. Chiến sự sẽ kéo theo đời sống nhân dân các nước châu Âu ngày càng khó khăn và hậu quả là những lá phiếu dành cho lãnh đạo của họ sẽ sụt giảm. Có thể nói rằng đến giờ này họ cũng đã quá liều lĩnh để hỗ trợ cho Ukraine, chưa kể đến những nguy hiểm do khiêu khích Nga quá đáng. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.